Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Never see you again, sir. How have you been? Yeah, I'm more inspired. Good. Everyone, how are you? And he's the king of box office. Oh, no. Among the top five highest box office of all time. Yeah. He got 3 films. Mm-hmm. Yes. And he's 2 films. And double the box office of one of his films. He's double the second one. More than double the second one. So he's really the king. Wow. Excellent PR. Lucky. Yeah. Right. He's an excellent substance. I'm sure there's some good skill there. He started as an MC, yeah. And then he expanded into actor. And then he expanded into producer. And he's the director, film director. So he takes all our jobs. Okay, let's go and have a fun job together. Do you want to be ambassador too? So let's go and take one picture. I guess. Chúng ta có sự quay trở lại của các khách mời trình ngày hôm nay, những khách mời rất đặc biệt góp phần thành công vào Netflix Việt Nam đã quay trở lại sân khấu và chụp với nhau một bức ảnh lưu niệm. Chúng ta sẽ cùng nhau nở một nụ cười thật tươi để chụp với nhau một ảnh lưu niệm vì đã cùng đồng hành với nhau trong xuyên suốt hành trình kỳ thú vừa rồi để tạo nên một chương trình cực kỳ ý nghĩa mang đến cho tất cả các bạn khán giả ở đây. Trong lúc chờ đợi thì chắc là mình thêm một vài tấm nữa đi chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một kiểu ảnh nữa nha mọi người. Bây giờ phải đầy đủ đội hình thì mới vui cho nên chờ cho một giây lát nha. Bây giờ hôm nay mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng với nhau tạo một cái kiểu nào đó. Cười cũng được, thả tim cũng được. Thấy có những kiểu thả tim khác nhau rồi nha. Rồi bên đây có một đội đang thả tim nha mọi người. Một nửa đội hình đang thả tim. Mời mọi người thả tim với nhau ạ. Một vài phút nữa để có thể nói và chụp với nhau một vài bức ảnh lưu niệm trước khi chúng ta tiến vào khu vực rạp chiếu phim để chuẩn bị bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Rồi.
một ít phút nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Một mí trước với tất cả mọi người là chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ cực kỳ vui và hấp dẫn. Mọi người sẽ là những người đầu tiên theo dõi những đoạn video hoặc là những tập đầu tiên của chương trình Netflix Việt Nam. Hãy chuẩn bị sẵn sàng một tinh thần thật sự thoải mái để chúng ta bước vào khu vực chương trình hôm nay. Chúng ta có thể cùng với nhau có những cái khoảnh khắc vui và trao đổi, chia sẻ một cách thoải mái và chân thành nhất. Các content creator của chúng ta và các bạn có thể, chúng ta sẽ còn mỗi phút nữa để mình cứ tụ tập mình thoải mái nha, lên sân khấu chụp hình thoải mái ạ. Dạ, yeah, mà quay tôi hả bà? Hả? Tôi thấy cái điện thoại của bà nha. Cắm quay, đi vô. Thank you.